Chào đón các em đến với bài học giới thiệu nhân nhậm số có 2 chữ số với 11. Qua bài học này thì các em sẽ biết cách và có kỹ năng nhân nhậm số có 2 chữ số với 11. Đầu tiên thì cô có phép tính như sau: 27 nhân 11. Vậy thì ta có thể đặt tính và tính. Sau khi đặt tính, chúng ta tính 1 nhân với 7 bằng 7 viết 7, 1 nhân 2 bằng 2 viết 2. Tiếp theo, với chữ số 1 ở hàng chục thì 1 nhân 7 cũng bằng 7 viết 7, 1 nhân 2 bằng 2 viết 2. Sau khi thực hiện tính được hai tích, tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai, mình cộng hai tích này lại với nhau thì được kết quả là 297. Vậy thì hai tích riêng đều bằng 27. Đây, chúng ta quan sát và thấy được điều này. Khi cộng hai tích riêng, ta chỉ cần cộng hai chữ số của 27, tức là lấy 2 cộng 7 thì bằng 9. Rồi viết chữ số 9 nó vào giữa số 2 và số 7 là mình đã tìm ra được kết quả của phép tính rồi. Từ đó ta có cách nhậm như sau. Ta sẽ lấy 2 cộng 7 thì bằng 9. Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27 được 297. Đây chính là cách tính nhậm để tính được phép tính 27 nhân 11. Vậy với phép tính 48 nhân 11, chúng ta sẽ tính như thế nào? Chúng ta cũng đặt tính để có thể tìm ra được kết quả của phép tính này, đúng không? Và sau khi đặt tính, chúng ta thực hiện tính, tính ra được kết quả là 528. Và các bạn chú ý quan sát này. Chúng ta đặt tính và chúng ta thấy rõ được tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai đều là số bao nhiêu? À, nó đều là bằng số 48, đúng không? Vậy thì ta có thể có cách nhậm như sau. Mình lấy 4 cộng 8 thì bằng 12. Sẽ viết 2 vào giữa hai chữ số là số 4 và số 8 thì được 428. Thêm 1 vào 4 của 428 thì được 528. Vậy đây là cách tính nhậm khi mà tổng của hai chữ số trong thừa số thứ nhất này, thừa số nhân với số 11 lớn hơn 10. Các bạn hãy nhớ cách nhậm chúng ta vừa được học để có thể làm được những bài tập sau đây. Bài 1, tính nhậm 34 nhân 11. 3 cộng 4 thì bằng 7. Hai số này cộng lại với nhau bé hơn 10, cho nên bài toán này được tính nhậm như sau. Mình lấy 3 cộng 4 bằng 7, viết 7 ở giữa số 3 và số 4. Kết quả của phép tính này chính là bằng 374. 11 nhân với 95 thì 9 cộng 5 bằng 14. Vậy thì mình sẽ viết số 4 ở giữa số 9 và số 5. Cộng thêm 1 ở số 9 nữa. Vậy thì kết quả của phép tính này chính là bằng 1045. Với cách làm tương tự, các bạn sẽ tìm ra được kết quả của phép tính C là 902. Bài 2, tìm x. X chia 11 bằng 25. Vậy thì x sẽ bằng 25 nhân 11. 25 nhân 11 các bạn có thể tính nhậm được. Và sau khi tính nhậm, mình tìm ra được kết quả là bằng 275. X chia 11 thì bằng 78. Vậy x sẽ bằng 78 nhân 11. Và mình cũng có thể tính nhậm để tìm ra được kết quả của phép tính này là bằng 858. Vậy x bằng 858. Bài 3, khối lớp 4 xếp thành 17 hàng. Mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp 5 xếp thành 15 hàng. Mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh? Dựa vào đề bài toán, chúng ta có thể tóm tắt bài toán như sau. Khối lớp 4, 17 hàng, mỗi hàng 11 học sinh. Khối lớp 5, 15 hàng, mỗi hàng 11 học sinh. Và chúng ta cần tìm số lượng học sinh có cả ở hai khối lớp. Vậy thì chúng ta có thể giải bài toán như sau. Mình sẽ tìm số học sinh khối lớp 4 trước. Số học sinh của khối lớp 4 có là lấy 11 nhân với 17, tìm ra được 187 học sinh. Sau đó mình tìm số học sinh của khối lớp 5. Số học sinh của khối lớp 5 có là
11 x 15 bằng 165 đơn vị học sinh. Số học sinh của khối lớp 4 và 5 có là? Lấy số lượng học sinh của mỗi khối lớp chúng ta vừa tìm được, thực hiện phép tính cộng, mình sẽ tìm ra được tổng số học sinh của hai khối lớp là 352 đơn vị học sinh. Đáp số 352 học sinh. Bài toán này cũng có thể giải theo cách thứ hai như sau. Chúng ta sẽ tìm tổng số hàng của hai khối lớp là lấy 17 cộng với 15 được 32 hàng. Vì hai khối lớp mỗi hàng đều có 11 học sinh, cho nên số học sinh của cả hai khối lớp là, mình sẽ lấy 11 là số lượng học sinh có trong một hàng nhân với 32 là số hàng của hai khối lớp, cũng tìm ra được kết quả là bằng 352 học sinh. Bài 4. Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai? Vậy thì đọc vào những câu ở dưới đây, các bạn chú ý để biết được câu nào đúng hay là câu nào sai, thì mình cần tính là trong phòng họp A và phòng họp B, mỗi phòng có bao nhiêu người thì mình mới trả lời được. Vậy, sau khi thực hiện tính toán số lượng người có trong mỗi phòng họp, cô có thể trả lời được phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 9 người là ý sai. Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người là một ý đúng. Phòng họp A có ít hơn phòng B 6 người là một ý sai. Còn hai phòng họp có số người bằng nhau cũng là một ý sai. Xong bài 4 rồi, mời các bạn mở iBook để cùng cô thực hành luyện tập những bài tập thuộc bài học ngày hôm nay. Hãy mở iBook với bài tập toán 4 tập 1 để cùng cô luyện tập thực hành bài 61 giới thiệu nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11. Mời các bạn thực hiện bài 1. 1. Tính nhẩm. Nhấn vào nút học sinh làm bài để có thể thực hiện được bài tập này. 43 x 11. Vì 4 cộng 3 bằng 7, cho nên mình sẽ viết số 7 ở giữa số 4 và số 3. Vậy kết quả của phép tính này sẽ bằng 473. Tương tự như vậy, các bạn sẽ tìm ra được kết quả của hai phép tính còn lại. Làm bài xong, nhớ kiểm tra xem thử mình đã làm bài đúng chưa, rồi thực hiện bài 2. 2. Khối lớp 3 xếp hàng 16 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp 4 xếp hàng 14 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi, cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh xếp hàng? Giải bằng hai cách. Chúng ta biết được khối lớp 3 thì xếp được 16 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp 4 xếp được 14 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Cho nên là để tính được cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh xếp hàng, các thứ nhất chúng ta có thể giải như sau. Mình sẽ tính xem thử khối lớp 3 xếp bao nhiêu học sinh xếp hàng, lấy 16, tức là số hàng nhân với 11 là số học sinh có trong mỗi hàng, tìm ra được kết quả. Sau đó tính số học sinh lớp 4 xếp hàng là lấy 14 nhân với 11. Sau khi tìm được số lượng học sinh mỗi khối xếp là bao nhiêu rồi, chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Cộng kết quả của hai phép tính trên thì chúng ta sẽ tìm ra được cả hai khối lớp đó có bao nhiêu học sinh xếp hàng. Cách thứ hai, các bạn nhận thấy này, mỗi hàng đều có 11 học sinh, cho nên chúng ta có thể tính là khối lớp 3 và khối lớp 4 xếp được tất cả bao nhiêu hàng. Sau đó, các bạn lấy số hàng nhân với số học sinh là 11 thì cũng giải được bài toán. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài, giải bài toán như cô hướng dẫn và nhớ viết đáp số vào vị trí này để kiểm tra xem thử mình đã làm bài đúng chưa. Sau đó, thực hiện bài 3. 3. Tìm x. Nhấn vào nút học sinh làm bài để có thể thực hiện được bài tập này. X nhân x trừ 11 bằng 35 thì x sẽ bằng 35 nhân với 11, có đúng không? Vậy thì các bạn đã được học cách nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11. Chúng ta dễ dàng tính được kết quả của phép tính như sau. 3 cộng 5 thì bằng 8. Mình sẽ viết số 8 ở giữa số 3 và số 5. Kết quả là được 385. Giống như vậy, các bạn cũng có thể thực hiện được phần B. Làm bài xong, nhớ kiểm tra bài làm của mình rồi thực hiện bài 4.
4. Đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Để ghi được đúng hay sai vào những ý kiến này, các bạn cần phải đọc và nhớ lại kiến thức chúng ta đã được học. Vậy, nhớ vào nút học sinh làm bài. Muốn nhân nhậm một số có 2 chữ số với 11, ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, rồi viết tổng vào giữa 2 chữ số đã cho. Ý kiến này chắc chắn là một ý kiến sai, vì nếu khi ta cộng chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị lại, kết quả lớn hơn 10 thì chúng ta không thể nào mà thực hiện như ý kiến này ghi được. Hãy thực hiện đọc câu B và câu C, suy nghĩ và lựa chọn đáp án đúng sai. Và cô tin chắc các bạn sẽ thực hiện rất tốt bài tập này. Làm bài xong nhớ kiểm tra bài làm xem thử mình đã làm đúng chưa.